nhanh lên. Tự nhiên anh muốn đi chạy vào trong cái khu này xong rồi mất tích luôn. Đâu? Em tặng cho anh cái quần gì mà nắm của em là quên cái quần của anh rồi. Thì anh gửi tặng nó đi, mai mà tiếc. Nhưng mà tại vì anh lỡ mặt cho anh lười không? Thế mà anh còn cãi, anh còn kêu à? Anh đã lười rồi thì thôi đi, còn mày đặt quá ha. Anh phải mặc tặng cho anh cái quần đùi đúng chứ? Ừ, anh bố đây. Anh bố đâu rồi? Anh bố đây. Ô, anh bố này. Anh bố này bố. Anh bốn. Lại đây em bảo này. Anh bốn. Anh bị làm sao ấy nhỉ? Anh bị lắm kiến nhỉ. What the hell, anh chui vào trong đây xong anh kêu lắm kiến à? Hả? Anh bốn ơi, anh đi ra đây ngay lập tức. Đi ra ngoài này ngay lập tức, không người ta mắng bây giờ. Anh làm sao ấy nhỉ? Đang nói chuyện tử tế mà. Nói chuyện tử tế thì người ta đang kêu ấy, làm cứ vào làm phiền đấy. Này, anh vừa phải thôi nhá. Nhưng mà trong đây mát như điều hòa nhỉ. Ừ, trong đây mát dã man tởm. Này, em bảo anh đi đâu suốt mấy ngày qua xong bắt đầu sáu nó tìm anh không được. Một ngày ừ, suốt một hai bảy ngày qua. Một ngày. Một hai bảy. Một ngày qua. Ừ, một ngày qua. Mà sáu nó đi tìm anh suốt, bây giờ anh kệ vừa... Kệ sáu chứ, sáu tìm anh chuyện của sáu chứ, còn anh đi đâu kệ anh chứ. Ủa? Ủa? Anh thật sự như thế sao? Anh tồi như thế sao? Anh không quan tâm đến sáu một giây. Anh không quan tâm sao? Anh bị làm sao đấy? Hả? Hả? Anh bị tối ấy. Ôi tồi, anh thật là tồi, anh thật là tệ. Anh như một cục cứt, đúng không Sáu? Đúng rồi, không phải. À, ôi dùng điện thoại của em. Này nhá, Sáu nó đi tìm anh suốt muôn nhàn trùng khơi. Mà bây giờ anh bắt đầu làm mà anh đến đây anh nói như thế à? Hả? Đúng rồi. Đi. Anh còn làm gì Sáu, anh có chửi anh Sáu gì đâu. Đi một... Tại em đấy, tại sao em cứ phải tìm anh xong rồi chửi anh vậy? Em có tìm anh em chửi đâu anh đâu, em chỉ muốn biết lý do tại sao anh vừa gặp bọn em là anh đã tỏ cái thái độ như thế này. Ừ, anh không thích chơi với mọi người nên anh đi ra chỗ khác anh chơi. Tại sao vậy? Ủa? Tại vì anh thích. Ủa anh sao vậy? Sáu nói gì cho anh ý chí ra đi. Anh phải nghe bọn em, anh phải nói ra lý do thì bọn em mới biết được chứ. Nhưng mà tại sao em lại tặng quần 5? Ừ thì tặng quần 5 là chuyện bình thường mà. Quần anh 5 là chuyện bình thường mà. Ừ, quần rách rồi thì phải tặng thôi chứ. Anh không được tặng anh ghê à? Anh sợ anh tức à? Anh bị vậy đấy. Anh bị vậy là bị làm sao rồi ơi. À tức là anh cũng muốn được tặng chứ gì. Nhưng mà quần anh có bị rách đâu. Áo anh cũng có bị rách đâu. Anh phải đổi quần mới cho vừa đấy. Quần hôm trước nha, nó rộng thanh cho anh nghe không vừa. Mặc rộng vậy mới mát chứ. Quần của anh năm kia cũng rộng mà. Còn có dây chun đâu. Ừ. Kệ anh làm. Này, anh vừa phải thôi nhé. Bây giờ anh cũng nhớn rồi. Anh phải biết chấp nhận đi nhá. Này, anh thái độ gì đấy? Anh thái độ rồi nè. Anh muốn đấm bọn em á? Yeah. Vừa phải thôi nhá. Sáu em phải nên quay lại cái cách cư xử của anh bốn đi. Anh bốn như thế này là không có được rồi. Anh còn đòi đánh cả sáu nữa cả. Hả? Hả? Làm gì ấy? Ồ hay chứ, anh bị làm sao vậy? Này, em đi chơi với Năm rồi. Em bỏ anh thì có đấy, ở đấy mà đi tìm anh. Mày đạt. Và anh trưởng, anh đến đây xong rồi anh chưa nghe đầu đuôi mọi ngọn ngành chuyện gì. Xong rồi anh bảo em vậy. Đúng rồi, anh chưa nghe đất đầu đuôi như thế nào. Mà tại anh không vậy đâu, tại cái mụ cho ra hết này à. Em làm gì? Em đi mụ cho ra này nè. Nhưng mà em làm gì? Anh nói đi, tại sao cái gì anh cũng đổi cho em vậy? Anh bị hâm mà. Hả? Ai bày ra cái chuyện này? Bày chuyện gì? Anh lại này nhá, anh lại còn nghĩ là em bảo Sáu tặng quần Nam á. Không có đâu, Sáu tự nguyện mang quần. Đúng rồi, Sáu tự nguyện mang quần đến tặng. Em không hề có cái việc gì. Anh đừng có đấm em, anh vừa phải thôi. Anh Năm thì em mới tặng. Đúng rồi, bởi vì cảm kích anh Năm và cảm ơn cái lòng của anh Năm nên là mới tặng. Anh còn chẳng biết chuyện gì xảy ra mà anh đã bắt được như thế là. Sáu kể chuyện cho anh ấy nghe đi. Đến giờ bầu chưa? Thì em cứ kể đi, nhưng mà anh muốn có cho hay không thì chị không biết. Ủa sao anh cứ đánh em vậy? Chưa đánh. Chưa chúng mặt. Đánh em từ nãy giờ. Chưa chúng mặt. Chúng mặt rồi. Chưa chúng mặt. Đừng nghe em kể nhưng mà nghe anh có để ý em kể không? Ơ kìa nè. Anh Bình. Anh có để nghe cho em kể không? Anh có nghe không? Này. Không phải chuyện của anh đâu mà. Anh đi vào đây. Đi vào đây. Nắng. Đi vào đây. Đi vào đây. Anh Sáu anh kéo anh Bún vào đây đi. Sao? Anh không vào. Anh không vào. Anh có đi vào đây. Anh có để em kể cho anh nghe không? Em có kể cho anh về đâu. Đang có phải chuyện của anh đâu mà em cứ phải kéo anh làm gì? Em vô lý thôi. Anh mới là người vô lý ấy. Này, anh mới là người vô lý đi nhá. Anh vô lý đùng đùng đi nhá. Anh vô lý vừa phải thôi nhá. Em vấp mồm vấp mặt anh bây giờ. Sáu ơi, bảo vệ chị. Bỏ ra, bỏ anh. Anh, Sáu ơi, giữ lấy người anh đây, giữ
để cho anh ấy đi. Anh đi đâu ấy, anh đi mất thế, bỏ anh ra. Mất tâm mất hình xong rồi. Anh để em đi tìm xong rồi anh nằm treo em xong rồi thì cuối cùng là kệ em, bỏ anh ra. Anh có biết là sáng nay em gặp nguy hiểm không? Này, sao? Sao ơi, kéo anh bốn lại đi, nhanh đi, đừng để anh ấy ra đây chụp trộm mắt đấy, trộm chó mắt đấy. Anh Nam ơi, anh làm trò gì đấy? Anh Nam ơi. Anh Nam ơi, lại em bảo. Đấy, anh nhanh lên. Lại đây. Anh đi vào đây. Đâu? Anh ơi, 64 cãi nhau rồi. Hay là anh vào anh giải hòa đi. Đi, chắc em nghĩ là anh muốn anh ấy ghen cái quần mà anh Sáu tặng cho anh đấy. Anh hiểu không? Thế bây giờ anh là anh giải hòa cho anh ấy đi chứ không. Thì anh bảo là sáng anh khiêu khích anh bốn lên, bảo là sáng ông đi đâu không thèm cứu Sáu, để tôi giờ tôi cứu Sáu, Sáu lên Sáu tặng quần cho tôi. Giải thích dữ chưa? Giải thích rồi đấy. Thì anh hiểu không? Anh cứ phải anh bảo như thế cho em, cứ bảo anh chê thầm thảm tệ anh bốn cho anh nhục mặt đi cho em. Đi 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 anh ơi, đi đi. Ok, nhanh anh vào nói cho anh nhục mặt đi xem anh nói nghe chưa? Anh nghe gì chưa? Anh nói chưa? Nghe nói chưa? Chưa sao? Anh Nam ơi, anh nói lý lẽ cho anh ấy nghe, anh ấy hiểu đi. Anh cứ đừng có bày đặt cái tính dỗi như thế này. Này nhá, anh không có chuyện châu anh lỗi vậy đâu nhá. Anh có trẻ châu, anh có dỗi. Thế tại sao anh lại như vậy? Chỉ vì một cái quần thôi mà anh cũng dỗi bày là sao anh bảo anh không dỗi à? Đúng vậy. Đây, để em nói cho anh biết nhá. Cái lúc sáng á, anh đi đâu mà bỏ mặt Sáu một mình nè nè. Chưa làm gì anh đâu nha. Để em kể. Lúc sáng anh đi đâu mà bỏ Sáu một mình để Sáu bị giang hồ lại đánh. Xong rồi lúc đấy anh không chạy đến mà cứu. Xong rồi chạy đi chơi ở đâu, đi chơi bé bảy chứ gì. Để em mới cho ta đến cứu Sáu đây này. Này rồi anh phải kêu cái gì. Này nhá, tôi nói cho em biết nè. Tao không phải thần tiên. Tao không phải thần tiên mà đến lúc mà Sáu bị đau bị đánh gì hết cả mà tao biết để đến, hiểu không? Thì ít nhất anh cũng phải đi chơi Sáu chứ anh cứ đi chơi bảy. Vì Sáu cảm kích nè, Sáu tặng em một lần được chưa? Chơi với bảy hồi nào, bảy đi bội đời nào rồi? Vẫn còn cãi à? Em đang nói rồi em để nguyên cho em kể cho mà nghe rồi cứ sồn sồn lên cho tại mất đấy cô. Đúng rồi, anh bị làm sao vậy hả? Sáu nó đã bảo là để yên nó nói cho sự anh việc là không mặt anh. Này sự nó việc bố anh là anh mà cứ đi vào mặt anh ấy. Sự việc nó không có như anh nghĩ là Sáu thích thích bốn mà mấy vậy đâu, anh hiểu chưa? Bây giờ lộn nhầm, Sáu nó thích năm chứ lộn. Bây giờ em bị loạn ngôn ngữ mất rồi, chết dở rồi. Anh hiểu chưa? Bây giờ anh ra sự việc nó ra như thế rồi, anh đừng có dỗi nữa, anh bình thường lại đi. Em bảo anh bình thường lại đi mà. Đừng có cắn em. Đừng có cắn. Ôi giời, sao ấy cứu chị. Này, anh tức nước vỡ bò à. Này á, đừng để anh cắn tôi đâu. Cắn đi, anh rồi anh cắn đi. Anh đã không ở nhà đi chơi với ai không biết. Không rồi thì không thèm đến kiếm em, để em một mình ở nhà còn gì thôi. Này, anh cứ như kiểu bị lên cơn ấy nhờ, anh cứ làm sao ấy. Đừng có cắn em, đã bảo rồi. Bây giờ anh nghe mọi chuyện đầu đuôi ra như thế, anh đã bình thường lại chưa? Chưa, anh vẫn còn chưa bình thường à? Bình tĩnh lại cho em. Sáu sáng nó bị bọn giang hồ đấm là may là có bọn em ra cứu thôi. Và Sáu cũng tặng 5 chiếc quần đấy là cũng chỉ là để cảm kích thôi chứ, anh hiểu không? Bình tĩnh lại đi, anh cứ cái kiểu gì vậy? Sáu thích năm em mới gọi năm đúng không? Cái gì vậy? Em biết được ở đâu? Em gọi anh chả đến thì thôi. Này, em gọi anh nhưng mà anh có nghe thấy đâu. Này nhá, anh ở tiếp phương trời nào đấy, em không đến nên tìm anh xong rồi mới quay lại. Ủa, em đi từ sáng đến giờ để tìm anh xong rồi về nhà anh thì chả thấy anh đâu. Thế mà cũng bảo vô lý. Vô lý thế nào? Anh đi chơi không được à? Anh đi làm không được à? Anh vô lý đùng đùng ra, anh đi làm hồi nào có mà anh đi ba anh chơi. Đi đâu đấy? Này nhá, anh còn không có tiền nên là túi còn bị rách đây này. Đi vào nhà anh mấy vòng từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối mà chả thấy. Không, em còn ở trong nhà anh một lúc lâu cũng chả thấy anh về. Anh thấy chưa? Ở 10 lúc lâu cũng chả thấy anh về. Anh hiểu chưa? Anh đến không đúng giờ. Tại sao mà không đúng giờ? Sáng sớm em dậy một chắc là em bắn ra bên đấy em xem. Không, em rủ anh đi chơi em chả thấy anh đâu. Ủa vậy ngày nào sáng sớm em phải đi rủ anh đấy mà anh ấy không đi rủ em mà khổ thân tội nghiệp vậy? Anh mượn đâu? Anh vẫn còn ai mượn đâu à? Anh cho anh vô liêm sỉ như thế hả? Anh chả mượn Sáu nha. Tức là người Sáu tự sang rủ anh cũng định sang rủ Sáu nhưng mà Sáu cứ sang trước anh là gì? Anh không nên nói những cái câu như thế, tổn thương tâm hồn, anh hiểu không? Bây giờ anh làm hòa lại với Sáu đi. Không.
cho hoa được rồi. Nhưng mà không thích. Sáu rỗi thì cho anh nghĩ làm hoa. Kệ anh, anh không nghe em nói thì thôi, đi chơi từ sáng đến tối không thèm về, xong rồi á sang nhà không thấy đâu, xong rồi cái nói vô lý rồi đấy. Kệ em. Hả? Ôi trời, Sáu nó đi rồi, anh thấy chưa? Mọi chuyện là không có, mọi chuyện là không có như anh nghĩ đâu. Anh không biết, chả biết như nào, nhưng mà Sáu kệ Sáu. Ờ, anh kệ thật à? Anh phải đi dỗ Sáu chứ. Kệ Sáu. Đi dỗ đi. Không. Nhưng mà chuyện đã bảo là cái quần nó cũng có liên quan gì đâu mà, đi dỗ Sáu đi. Kệ cái quần. Ờ thế bây giờ anh đi đâu? Đi chơi. Anh thật là vô tâm, anh thật vô nhân tính. Em không hề nghĩ là anh là như người như thế luôn đấy. Thì Sáu cũng là con người mà, anh cũng là con người thì con người phải đi chơi chứ. Là con Sam. Được rồi, bây giờ em sẽ không để ý tới anh nữa, em sẽ đi cùng với anh Năm. Anh thật là kinh khủng tởm nữa. Anh Năm ơi, chúng mình đi thôi. Chúng mình là một cặp một đôi, không. Mãi bên nhau bạn nhé hả? Anh chỉ chơi với em thôi. Anh chỉ chơi với em khi không có ai chơi với anh. Không, anh chỉ coi em với mọi người là bạn. Ủa thế em là còn... bé bảy chỉ là một người vô tâm, một người tham lam tiền bạc. Ôi lại này, anh vừa phải tên như thế đang đứng không cứ đẩy cái gì vậy? Này anh chơi với anh nữa nhé, anh thích thì em bố thí cho cái quần này nhá, anh không phải đẩy em như vậy đâu nhá. Anh đọc láp à? Thôi mình đi về đi anh ơi, mình đi về đi đi về đấy. đi này anh bố làm sao đúng rồi.